Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải nữa mày. Thì sau khi yêu cầu xem sơ đồ của anh Tùng thì Khải cho anh em xem sơ đồ nha mày. Ngày hôm nay thì anh Tùng được top 2 thông kim với 161 mạng và giúp 7 number serve và tử vong 26 lần, liên chạm 15. Thì Khải sẽ cho anh em xem sơ đồ của anh Tùng sau khi lên top 1 của liên võ lâm liên đấu võ lâm minh chủ ở cùng mấy chủ S9 Giang Sơn Cái Sử này thì sẽ có gì nha. Đầu tiên thì anh Tùng sẽ đang sở hữu với mình một đây anh em ơi, một cái set đồ vinh diệu, một áo vinh diệu đó, một áo vinh diệu này phục hồi 60, thời gian chống 40, nỗ lực 200, kèm với một đôi giày tóc 60 chậm 40, sức lực 200. Thì hai món này anh em ơi, hai món này nó đặc quyền, nó là hai món này nó AC cặp vô danh anh em ạ, AC cặp vô danh nha, nó sẽ kích toàn bộ những chuẩn bị còn lại nha mọi người đó. Một đàn mà đang sở hữu một bộ tay kim quang 2540, một nón phòng thủ lý 2540, một dây chuyền kháng cảm 14, kháng hỏa 18, hai cặp nhẫn kim quang kỹ năng một cấp đó, hai nhẫn kỹ năng một cấp nữa, một cái ngọc bòi hiệp cốt cực phẩm 530-240, một đai lưng 20 phòng thủ và 30 phòng chậm đó. Hiện tại anh Tùng đang có khoảng 3 món phòng thủ nè, nón, bao tay, đai lưng, và hiện tại trên người đang có thêm một cái ấn thủ lý 25 kèm với mặt nạ kháng cả năm, trang sức sức lực 200 và lượng vòng sáng khán cảnh năm từ của ngựa. Ngựa này được bảo hộ 50 triệu Việt Nam đồng nha anh em ơi, 50 triệu Việt Nam đồng nha mọi người. Phiêu hâm quyền năng một cấp. Hiện tại đang này, ạc này đang có 6 quyền năng cũng có anh em ơi. Càng khôn 2 cấp, càng khôn nhân đầu 2 cấp và kèm với sơn hào 3 là 3. Kèm với cái này là 1 là 4, cái này là 5. Cái này thêm một phi phần nữa là 6 quyền năng cũng có nha anh em. 6 quyền năng cũng có thì ạc này đã đặt móc tóc 158 ở ngoài và đặt móc thống kim 261 rồi nha anh em. Đặt móc thêm một bước nha anh em. 5 quyền năng là đã đạt rồi. Đây 6 quyền năng là dư thừa 1 điểm luôn nè. Rồi, ok chưa? Đó, bữa giờ anh em muốn soi sơ đồ của anh Tùng sau khi lấy được cái võ lâm minh chủ của cùng với chủ E9 Giang Sơn Cái Sử thì top 1 đã được một cặp một set đồ vinh diệu nè. Đó, vinh diệu và một đôi giày tinh chuẩn ngon. Hai cái này là kích hoàn toàn những chuẩn bị xấu, dòng mắt ọp hoàn toàn nha. Quá đẹp luôn. Trong set đồ của anh Tùng này thiệt sự là anh em đã biết rồi, không cần phải nói nhiều anh em ơi. Đồ đạc thì thiệt sự là toàn hàng mát. Hiện tại set ăn bang ảnh không có mang nữa. Có set vinh diệu là ảnh xài vinh diệu luôn, không có mang ăn bang nữa nha anh em. Áo hồ 60 thật sự quá trâu này nữa. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video. Đừng quên ở lại Khả lại lục like chia sẻ hồ chơi nè mày. Bây giờ Khả lên thiền, cùng đi đánh thiền với ba thằng tí nha nè mày. Lên hơi chở một xíu không sao. Giờ cho mình anh em thích sôi đồ quá, cho anh em sôi đồ, cho anh em hả dạ cho bữa giờ không có thời gian sôi đồ anh em xem đúng không. Rồi, hôm nay thì đó được top 2 nha nè. Rồi, lên.